Bột mì đặt vô trong cái khớp đây. Rồi biết rồi. Rồi. Công tắc này, bật lên này. Đây là để 50 này. Kéo xuống này, chân xuống này. Vừa rồi. Rồi. Chú gạt cho cháu cái cần bên hông không? Bên đâu thì gạt. Chú cầm đây cháu. Giữ nhá. Rồi vừa thôi. Rồi. Chú giữ đi, giữ đi. Quay à? Rồi. Bắt. Lăn tròn. Quần xoay tròn á. Chắc cái lặng để nó chắc. Chắc tay như thế là phải một. Chắc ngắm rồi. 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 Máy tròn bánh được cái gì đây? Rồi, ngon chưa? Ngon tròn bánh. Tròn tay. Mà các bạn máy được bật nên các bạn mua máy liên hệ 0934468222 0904432111 số máy thanh hóa cho con 116 quận Trái, Bạch Chi, Đằng Phong, Phường Bảy. Nếu mà máy nhà làm mấy cái tô với cái này là đẹp này. Đâu, bánh chuối bánh mì.